A Di Đà Phật, cảm ơn Minh Hoàng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Tiền Đức Tăng Ni chứng minh. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm. Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể chư vị đồng tu ở nhiều nơi trên thế giới. Là để bắt đầu cho buổi Zoom ngày hôm nay, như thường lệ, chúng con xin kính cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni, lão cư sĩ Diệu Âm cùng đại chúng đồng niệm Phật cầu gia bị. Chúng con cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm khởi niệm Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Về kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, kính thưa toàn thể đại chúng, thật là vô cùng hoan hỷ khi mà ngày ngày chúng con đều nhận được thông tin hộ niệm vãng sanh báo về. Những kết quả hộ niệm vãng sanh, đặc biệt là từ các ban hộ niệm ở quê hương Việt Nam, vô cùng là viên mãn, bất khả tư nghị. Chúng con nhận ra pháp hộ niệm thật vô cùng là thù thắng, vô cùng là vi diệu. Pháp hộ niệm cần được trân quý, cần được xiển dương rộng khắp, cần được nghiên cứu và thực hành một cách nghiêm túc để giúp được nhiều người hơn nữa. Người Việt Nam và chúng sanh hữu duyên trên khắp mọi nơi có cơ duyên tiếp xúc với chánh pháp, có cơ hội viên thành đạo quả chỉ trong một đời tu hành. Chúng con vô cùng cảm động và hết lòng ủng hộ. Nghe theo lời kêu gọi nhiều năm qua của lão cư sĩ Diệu Âm, mà ngoài những giờ lên Zoom học và thực tập hộ niệm thì nhiều nơi, nhiều đạo tràng, nhiều tự viện đã phát tâm dành thêm thời gian để cùng nhau ôn tập về pháp hộ niệm. Nhiều vị trưởng lão đã phát tâm tuyên dương, chia sẻ và thực hành pháp hộ niệm tới nhiều nơi, giúp cho đại chúng ngày càng hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và lợi ích của pháp hộ niệm. Chúng con nguyện mong Tam Bảo gia trì, nguyện mong cho quý Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, lão cư sĩ Diệu Âm trụ thế lâu dài, luôn từ bi che chở và dìu dắt chúng con, luôn cảnh tỉnh nhắc nhở để cho chúng con nhận ra sơ suất trong lúc tu hành, trong khi đi hộ niệm. Chúng con nguyện mong cho pháp hộ niệm được trường tồn để tất cả chúng sanh hữu duyên đều có được cơ hội gặp chánh pháp, có cơ hội đời này được niệm Phật, hộ niệm vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, để quay lại cho buổi Zoom ngày hôm nay, chúng con xin phép được quay lại với câu hỏi chủ đề. Người hộ niệm cần trang bị những kiến thức gì? Và chúng ta có câu trả lời A. Hiểu rõ quy luật của pháp hộ niệm để hướng dẫn người bệnh vãng sanh, tránh điều sơ suất khi hộ niệm. Dạ, con xin được hỏi đại chúng là câu trả lời này là đúng hay là sai ạ? Và nếu đúng thì xin chư vị giơ hai tay lên ạ. Dạ vâng, chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của quý đồng tu. Chúng con xin thay mặt cho toàn thể đồng tu cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm lại từ bi vì chúng con giảng nói thêm về phương pháp hộ niệm để giúp cho chúng con hiểu thấu hành đúng hơn pháp hộ niệm vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch trần trừ tôn giáo phẩm tăng ni chứng minh, kính thưa chư vị, thực sự là vị MC nói rất hay, thành tâm tri ân những vị trưởng lão hộ niệm khắp nơi
đã phát tâm tuyên dương học tập chỉ vẽ lẫn nhau phương pháp hộ niệm. Chư vị ơi, muốn bản sanh, nếu không hộ niệm sợ rằng chúng ta không thoát nạn được. Mà hộ niệm thực sự, cái kiến thức hộ niệm không phải là những đạo lý gì cao siêu lắm đâu, mà làm sao mình nắm vững cái quy luật của pháp hộ niệm để nương theo cái quy luật đó mà giúp cho người bệnh làm đúng, hành đúng, nghĩ đúng, đi về đúng Tây phương cực lạc. Làm sao dặn dò họ trước những giờ phút xả bỏ báo thân, tín tâm vững mạnh, nguyện tâm tha thiết, một câu A-di-đà Phật niệm lên trong tâm, người đó vãng sanh. Vì ông nói niệm trong tâm có nghĩa là người, những người mệt quá niệm ra tiếng không nổi, nhưng mà do sự huân tu lâu dài thành ra tiếng A-di-đà Phật vẫn xuất hiện trong tâm ở tại giờ phút đó. Chư vị ơi, chỉ được vậy người ta vãng sanh. Chính vì thế mà mong các ba các má, chư vị đồng tu ban hộ niệm, hãy cố gắng nghiên cứu thiệt chính xác, thiết kỷ pháp hộ niệm. Trong quá khứ nhiều lần giữa ông nghe cái chuyện hộ niệm mà buồn thúi ruột. Ví dụ như chắc chư vị cũng có nghe những cái tọa đàm, dám kể lại có nhiều cuộc tọa đàm mà do ông nói trong nước mắt đấy. Vì sao vậy? Vì có những người không biết hộ niệm mà còn ra cá ngăn không cho người ta hộ niệm nữa. Có một người dạo, dám có nghe một cái tin thế này, mà dám tới la rầy những người hộ niệm, nhưng mà la trong nước mắt, tại vì những người hộ niệm làm đúng. Nhưng cái người mà bị chết đó, bị những vị cán ngăn không cho, mà vì thế lực của ngài lớn quá, cho nên các vị trong ban hộ niệm mới nói những lời sơ xúc. Vì em thấy vậy mới la ban hộ niệm, nó không được nói những lời sơ xúc, tất cả đều có duyên của họ. Đây là do cái duyên phần của người này bị như vậy, chứ chúng ta không nên vì vấn đề mà quyết lòng cứu người bệnh mà nói những việc sai lầm, tạo ra những cái chướng duyên hay là những sự kình chống lẫn nhau không hay. Vì ông giả đò la người hộ niệm, nhưng mà đau thương tại sao người biết tu hành mà không biết rõ ràng chính cái pháp hộ niệm này là một đại chánh pháp của Đức Thế Tôn. Chính Đức Thế Tôn khi cúi đầu về hộ niệm cho phụ tông của mình, chính trong kinh Đức Thế Tôn hộ niệm cho Hoàng hậu Vĩ Đề Hy, Đức Thế Tôn cũng thực hiện nhiều lắm. Trong kinh Hô Nghiêm Phật nói những người mà khi xả bỏ báo thân, đem một tấm hình Phật đến treo trước mặt rồi niệm Phật dặn dò, người đó niệm theo để đi vào cái phổ đánh tam muội của vị Phật đó mà được siêu sanh. Rõ ràng những coi là những cái dự ngôn, những cái huyền ký nói vô niệm rất nhiều trong kinh. Chỉ vì chúng ta không có thời giờ nghiên cứu, mà kinh điển rộng như rừng, sâu như biển, mà trí chúng ta thì càng quá hẹp quá, thời giờ không có, làm sao chúng ta nghiên cứu được. Cho nên hôm nay khi có người nghiên cứu ra và chúng ta thấy cái thành tựu một cách viên mãn rồi, mong các ba các má nên cố gắng hoan hỷ tham gia những đường Zoom học tập về hộ niệm, những cái tọa đàm của chư vị trong các ban hộ niệm nói lên về kinh nghiệm hộ niệm. Chư vị ở với học hỏi gì lắm, đây là cái kiến thức
căn bản của người hộ niệm hoàn toàn không phải dính líu tới những chuyện gì cao siêu, mà phải nói cho đúng quy luật. Ví dụ như người nào nói là hộ niệm là đàn ông mới được hộ niệm cho đàn ông, đàn bà hộ niệm cho đàn bà không được hộ niệm cho đàn ông, đàn ông không được hộ niệm cho bà, là tại vì tự động họ đưa ra những quy luật đó, chứ còn chư tổ không đưa ra những quy luật đó. Mà tại sao lại xướng lên những chuyện như vậy? Đây là vì không chịu nghiên cứu, không rành quy luật hộ niệm, mà làm cho đường giải thoát của chúng sanh bị trở ngại, tội nghiệp cho họ. Chính vì thế mà mong cho chư vị nhớ, nếu mà mình nghĩ rằng cái vấn đề hộ niệm đơn giản quá, cứ thấy người ta tao ngồi bên cạnh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi sau cùng cái 12 giờ đẹp quá, giơ tay lên vàng 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 vàng, cái tay đẹp đẹp vậy là đứng đơn giản. Không đơn giản một chút nào đâu chư vị ơi. Muốn giúp cho một người khi ra đi mà lưu lại tướng lành như vậy, nhiều khi ban hộ niệm phải trải ra từ năm này qua năm khác, từ những cái mà cụ thể nhất người ta khui ra để năn nỉ dìu dắt hướng dẫn cho người bệnh đã giải tỏa những cái vướng mắc của họ, giải tỏa nhiều khi từ năm này qua năm nọ. Khi mà giải được rồi đó, người đó mới thấm nhuần niệm câu A Di Đà Phật mới được đó chứ vị. Mà họ niệm A Di Đà Phật trong lúc còn khỏe, chứ khi bệnh xuống rồi thì tâm thần tán loạn, cơ thể thì xuống dốc rồi, mê mê hồ hồ, bản thân trái chủ chấp trùng tìm cách cài bẫy, làm cho người đó thất điên bát đảo, cũng không biết đường nào mà niệm nữa. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, muốn cứu một người chúng ta phải giảng lên, giảng thúng, giảng dò kỹ từng chút thì người đó mới làm được, và làm được ngay trong giờ phút lâm chung mới được thân tướng tốt đẹp, và họ đã chứng tỏ rằng đi theo A Di Đà Phật về Tây Phương thành đạo rồi. Mong cho các ba hiểu được chỗ này mới thấy trân quý pháp hộ niệm này. Đây là cơ hội duy nhất cho mỗi người chúng ta muốn một đời này thành tựu. Nếu mà mình sơ ý, khi nằm xuống rồi tưởng chết là hết, khi không hết mà mình đi vào cảnh tối tăm, ôi buồn tủi, thương đau, khổ nạn, đời này qua đời khác chính mình chịu lấy. Các má ơi, mong cho các ba các má hiểu được như vậy. Mỗi lần chúng ta nghe là mỗi lần chúng ta tập buông những buồn phiền, những phiền toái ra, những cái gì khổ nạn của chúng sanh buông buông đi chứ vậy. Và nắm chặt lấy câu A Di Đà Phật, quyết đi về Tây Phương, chúng ta cùng nhau thành đạo nhé chứ vậy. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin đại chúng trong mặt tràng pháo tay thật lớn để cảm nhận công đức của lão Từ Sĩ Diệu Âm ạ. Chúng con xin được thay mặt cho đại chúng thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Dầu Âm đã từ bi giảng giải cho chúng con hiểu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của phương pháp hộ niệm. Xin quý đồng tu chúng ta hãy cùng nhau trân quý, chúng ta hãy chú ý khi phát tâm đi hộ niệm, học hộ niệm nhất định phải có sự nghiên cứu kỹ càng về pháp hộ niệm, về những quy luật của pháp hộ niệm. Hiện nay là chúng con thường xuyên có đưa thông tin là xin các chư vị nếu như mà có ai muốn thỉnh cuốn sách để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm và chip thẻ nhớ mà lão cư sĩ Dầu Âm đã phát tâm chủ giảng rất là kỹ càng về cuốn sách này và được thâu lại vào trong thẻ, chúng ta có thể thỉnh về theo những cái thông tin của ban ấn tống thì chúng con xin phép được gửi tới. Và có thêm cuốn sách hành trang căn bản cho người đi hộ niệm thì xin quý đồng tu chúng ta cố gắng là nếu có thể thì chúng ta thỉnh về và theo những cái hướng dẫn ở trong đó thì để nghiên cứu thật là kỹ càng về pháp hộ niệm. Chúng ta phải cố gắng làm cho đúng thì pháp hộ niệm mới được giữ gìn trường tồn, giúp được cho nhiều người có được cơ hội niệm Phật vãng sanh trong đời này vậy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.